khởi tố 22 vụ án, 65 bị can trong đường dây sách ma túy từ Pháp về Việt Nam, lợi dụng nữ tiếp viên vận chuyển hàng cấm. Tử hình thanh niên nhận 100 triệu đồng để vận chuyển 2kg ma túy. Ngạt thở cảnh công an vây bắt nhóm tội phạm móc túi tác quái ở Sầm Sơn. Định phóng hỏa nhà người yêu nhưng lại đốt nhầm nhà bên cạnh do trời tối. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Lao Động. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vụ việc 4 nữ tiếp viên xách tay hơn 11kg ma túy từ nước ngoài về Việt Nam gây chấn động dư luận thời gian qua đang được cơ quan chức năng dần làm sáng tỏ. Theo đó, cơ quan chức năng xác định 4 nữ tiếp viên trong vụ việc trên đã bị một nhóm đối tượng lợi dụng. Lần theo dấu vết, 65 người đã bị công an bắt giữ. Liên quan đến vụ việc, tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất vào hôm 16 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 22 vụ án liên quan với 65 bị can về các tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm, xử lý vi phạm hành chính 12 đối tượng. Được biết, qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định 4 nữ tiếp viên có liên quan vụ việc này bị nhóm người Việt định cư ở nước ngoài lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Trong 30 ngày, công an phối hợp cùng các đơn vị tiếp tục xác định thêm 6 chuyến hàng chứa ma túy các loại được vận chuyển từ Pháp về các sân bay ở Việt Nam. Các chuyến hàng có chung đặc điểm, phương thức thủ đoạn là cất giấu ma túy bên trong các kiện hàng hóa như kem đánh răng, thực phẩm chức năng. Số ma túy khi về Việt Nam thì qua dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước giao đến các địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, theo chỉ định của đối tượng cầm đầu ở nước ngoài. Trước đó, sáng 16 tháng 3, cán bộ hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 tiếp viên Vietnam Airlines đi chuyến bay VN10 từ Pháp về. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tìm thấy tổng cộng hơn 8kg thuốc lắc và hơn 3kg cocaine, ketamine, ma túy khay loại đắt tiền nhất trong vali của các tiếp viên. Các tiếp viên khi ở Pháp đã nhận mang 60kg hàng hóa về nước với tiền công hơn 10 triệu đồng. Do quá mệt mỏi vì vừa trải qua chuyến bay dài, họ chỉ xem qua loa vài tuýp kem, không thấy có gì bất thường. Khi ra sân bay của Pháp để về Việt Nam, lực lượng chức năng nước sở tại không phát hiện trong hành lý của họ có ma túy, cho đến khi về đến Tân Sơn Nhất. Đến tối 22 tháng 3, sau 6 ngày điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã trả tự do cho 4 tiếp viên, khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời tạm giữ 2 nghi can liên quan đến việc vận chuyển số ma túy trên từ Pháp về Việt Nam. Việc trả tự do cho các tiếp viên căn cứ vào kết quả điều tra, xác định 4 tiếp viên không biết bên trong kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 tuýp đã được giấu ma túy, do đó không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong một vụ án khác, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ra quyết định tử hình một đối tượng vận chuyển 2kg ma túy để nhận tiền công 100 triệu đồng. Đối tượng này được xác định là biết và có chủ đích vận chuyển ma túy để lấy số tiền công 100 triệu. Ngày 25 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Ngọc Vinh, 31 tuổi, và Trần Long Vũ, 20 tuổi, cùng trú tại thành phố Kon Tum về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, tháng 12 năm 2021, Vinh nhận vận chuyển thuê ma túy cho một người đàn ông không rõ lai lịch. Theo giao dịch, Vinh mang 880 triệu đồng đến huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum để nhận 2kg ma túy, rồi đi ngược về thành phố Kon Tum để giao và nhận lại 980 triệu đồng. Ngày 23 tháng 12 năm 2021, Vinh rủ Vũ đến lô cao su gần cầu Đắc Mót, huyện Ngọc Hồi để thực hiện giao dịch. Trong số tiền Vinh đưa cho người chưa rõ lai lịch để nhận hàng, chỉ có 900.000 đồng là tiền thật, còn lại là tiền giả. Sau khi nhận 2kg ma túy, Vũ chở Vinh về thành phố Kon Tum để giao. Ngay trong ngày tại thành phố Kon Tum, Vinh và Vũ bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Khám xét trên người Vinh lúc này, ngoài 2kg ma túy, còn có một khẩu súng và 5 viên đạn. Hội đồng xét xử đã tuyên Lê Ngọc Vinh mức án tử hình và Trần Long Vũ 20 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Về hành vi tàng trữ khẩu súng công cụ hỗ trợ, Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Ngọc Vinh với tiền phạt 15 triệu đồng. Đối với hành vi dùng tiền giả để mua ma túy theo lời khai của Vinh, hiện chưa đủ căn cứ để xác định hành vi lừa đảo nên cơ quan công an tiếp tục làm rõ để xử lý. Vừa qua, Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá, vây bắt thành công hàng chục đối tượng móc túi tắc quái tại khu vực Sầm Sơn, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân. Sau 2 ngày truy xét,
và sáng 24-25 tháng 4, Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt băng thợ hai ngón do Quẹo cầm đầu, bắt 24 nghi can, thu 21 dây chuyền vàng bạc có giá trị lớn. Trong số này, 12 người quê ở tỉnh An Giang, 4 nghi phạm ở thành phố Cần Thơ, 3 người ở tỉnh Kiên Giang. Theo cơ quan chức năng, vào tối 22 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023. Khi lễ hội diễn ra, trong hơn một tiếng, nhóm Quẹo đã trà trộn, gây ra nhiều vụ cướp giật, trộm cắp tài sản của người dân và du khách. Công an cho hay đây là băng nhóm tội phạm liên tỉnh, thường tìm đến sự kiện đông người rồi tạo ra các tình huống lộn xộn, xô đẩy, chen lấn nhằm thực hiện hành vi phạm tội. Những người còn lại trong nhóm có nhiệm vụ cảnh giới, cản trở hoặc đánh lạc hướng, tẩu tán tang vật khi bị phát hiện. Công an cảnh báo, đợt nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, nhiều hoạt động lễ hội du lịch thu hút đông sẽ diễn ra, nên đây là dịp tội phạm lợi dụng hoạt động. Người dân cần đề cao cảnh giác. Mới đây, một người đàn ông đã phóng hỏa gây cháy lớn tại một gia đình ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, khiến 3 người trong gia đình này phải đi cấp cứu. Nắm bắt vụ việc, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và đã bắt được hung thủ đốt nhà. Đáng chú ý, hung thủ khai không định đốt nhà của gia đình kia mà định phóng hỏa nhà khác, nhưng do trời tối nên đã ra tay nhầm nhà. Ngày 25 tháng 4, Bạch Ngọc Minh, 33 tuổi, quê Hà Nội, bị công an thành phố Biên Hòa bắt về hành vi giết người. Được biết, rạng sáng 23 tháng 4, do mâu thuẫn với bạn gái, Minh mua xăng để đốt phòng trọ của cô này ở khu phố 1, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa. Minh khai do trời tối nên xác định nhầm sang phòng bên cạnh của gia đình ông Nguyễn Văn Ánh, 48 tuổi. Minh khóa cửa bên ngoài, tưới xăng, châm lửa. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh nhanh chóng phá cửa, dập lửa đưa ông Ánh và vợ con đi cấp cứu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm đăng kiểm 5005V chi nhánh An Phú Đông, quận 12 là một trong những đơn vị đăng kiểm hiếm hoi nhận hồ sơ nộp trực tiếp thay vì chỉ nhận đăng ký trên ứng dụng. Việc này đã khiến nơi đây xảy ra tình trạng hỗn loạn khi hàng nghìn người đổ về cùng với phương tiện xe máy, ô tô đến lấy phiếu. Hôm nay, nơi đây đã ngừng phát phiếu, tình trạng hỗn loạn cũng không còn. Quý vị và các bạn, mới ngày hôm qua thì tại trung tâm đăng kiểm 5005V tại chi nhánh quận 12 thì đã xảy ra một tình trạng vô cùng đông đúc. Người dân đã kéo tới đây cùng với các phương tiện để có thể là xếp hàng chờ nộp hồ sơ lấy giấy hẹn đăng kiểm. Và ngày hôm nay thì theo ghi nhận của chúng tôi thì việc bát nháo như ngày hôm qua đã không xảy ra, và một số những lái xe và phương tiện có giấy hẹn thì đã đến đây để thực hiện việc đăng kiểm diễn ra như bình thường, giống như tất cả các trung tâm đăng kiểm khác. Hôm qua là tôi ở đây là đến 7 giờ sáng, mà khi mà chen nhau bốc số vào là đến 12 giờ trưa là mới lấy được số ở đây kiểm định. Và đồng thời là ở đây là hôm qua kẹt, là người dân phản ảnh quá trời kẹt, có nghĩa là chen nhau, có nghĩa có người xô ngã đổ đẩy, rồi có người là bức xúc, rồi là nói trên các ở trong đây là rất là thô lỗ. Thì hôm nay là anh bốc số là ngày trước, là anh bốc trước đây là bữa đó là gần một tháng trời rồi anh mới quay lại đây, có nghĩa bữa anh bốc là hai mấy ngày rồi anh có số trước là anh tới đây. Hôm nay là anh để kiểm định xin. Hôm qua mình biết thông tin thì hôm qua ở đây phát, hôm qua ở đây phát 1600 phiếu rồi, nhưng mà hôm nay không phát nữa. Vậy thì nếu như mà không đăng ký được trên mạng sớm hơn thì mình có sẵn sàng là chờ đến tận giữa tháng 5 để đến đây quay lại đây để chờ lấy phiếu? Có phải đi đường khác thôi em, chưa hết hạn đăng kiểm thì đâu có lưu hành đâu. Mình thấy cái việc mà bây giờ nó có nhiều cái thay đổi ở đăng kiểm như này thì có khó khăn gì cho người dân, nhất đặc biệt là như là cá nhân mình không? Rất khó khăn chứ em, anh nhìn đó. Xếp hàng dài và trung tâm nào cũng xếp hàng dài không? Trước khi đến mình cũng tìm hiểu thông tin, mình cũng cảm giác là không biết là sẽ đông rồi, nhưng mà không nghĩ là nó đông như này và không phát phiếu nữa. Thì anh có tải rồi không? Đó. Nhưng mà mình cũng nghĩ là xe mình chưa đến hạn, nó dần dần đến ngày rồi đăng ký, nhưng mà hiện tại 10 ngày trước anh đã bắt đầu đăng ký trên app rồi mà tất cả các app đều full. Hết hạn lâu rồi chứ, hết hạn tới 20 ngày rồi. Thì lúc có gọi ở trên mạng thì có mấy chị bắt máy thì người ta hẹn là ví dụ như hôm nay 3 giờ hoặc 2 giờ đó đến lấy giấy hẹn thì mình nhận lấy. Thì nó cũng tiện. Trước đó thì anh đã đến các trung tâm khác hay là mình đã từng đến trung tâm này để xem kiểu xếp hàng thử chưa? Nói chung là chỉ
đến xếp hàng lấy số một lần thôi, rồi còn nói ra thì thôi. Dự kiến trong năm 2023-2024, Hà Nội sẽ có thêm 3 tuyến phố đi bộ, trong đó 2 phố đi bộ thuộc địa bàn quận Đống Đa. Liên quan tới vấn đề này, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, hoàn toàn ủng hộ chủ trương mở thêm các tuyến phố đi bộ của thủ đô. Tuy nhiên, để tránh vấp phải những thất bại từ các tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông, Trịnh Công Sơn, ông Ánh kỳ vọng thành phố sẽ không chợ hóa các đường phố. Tuyến phố này trong thời gian tới dự kiến sẽ trở thành phố đi bộ Văn Miếu Quốc Tử Giám, vốn nằm trong không gian văn hóa gần Văn Miếu Quốc Tử Giám, nơi thu hút rất nhiều khách du lịch ghé thăm. Nên khi hay tin tuyến phố này được quy hoạch làm phố đi bộ, người dân cũng rất hy vọng và bày tỏ sự phấn khởi. Nếu mà làm được như trên phố thì càng vui, mà lại tấp nập du lịch, nhất là đây lại là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Thì nó lại là văn miếu, nó có cái chỗ đi bộ thì người ta đỡ phải ấy. Chứ không thì bây giờ lúc nào mà cái đường kia đông xe pháo, người ta đến đây nó cũng khó khăn. Không chỉ riêng tuyến đường Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội cũng dự tính mở thêm 2 tuyến phố đi bộ. Một là đề án khu phố kinh doanh dịch vụ đi bộ Hồ Ngọc Khánh. Hai là mở tuyến phố đi bộ Hoàng Cầu Hào Nam, kết hợp không gian đi bộ Hồ Hoàng Cầu, ga Cát Linh Hà Đông. Tuy các khu vực này đa phần đều có không gian mở, gần hồ, nhưng đa phần người dân mong muốn khu vực có cách khai thác khác với phố đi bộ Hồ Gươm vốn có. Chủ yếu là đi về ẩm thực, văn hóa cho cái tầng lớp ở chung với cái tuổi trẻ là nó rất phù hợp. Còn nếu như mà ở nơi đây mình áp dụng giống như trên bờ hồ chẳng hạn, nó khó lắm, sao mà được? Vì bờ hồ là nơi không gian rộng, mà nơi gian tổng hợp, còn đây là nơi gian nhỏ. Mình áp dụng một cách nó là vụ nơi nghỉ ngơi và uống nước, kiểu như là chủ yếu là nó sinh hoạt mang chất là ẩm thực nhiều hơn, đúng không? Ở đây là nó phù hợp bởi vì nó không có cái không gian, bởi vì đây dựa vào cái hồ, nó đâu có một nơi rộng đâu, đúng không? Trao đổi với lao động, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, hoàn toàn ủng hộ chủ trương mở thêm các không gian văn hóa kết nối cộng đồng của thủ đô. Tuy nhiên, để tránh vấp phải những thất bại từ các tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông, Trịnh Công Sơn, v.v., ông Ánh kỳ vọng thành phố sẽ không chợ hóa các đường phố. Nếu làm phố đi bộ, chúng tôi nói lại là nơi con người của đô thị giao tiếp với nhau, để việc đi lại với nhau được dễ dàng, đúng không? Thế và nếu có thể, những cái điều kiện sinh kế trong phố đi bộ nâng cao cái phẩm giá của người thành phố đó, của bà con ngay chỗ đó và những người đến đó, thì tự nhiên nó sẽ hấp dẫn. Chứ còn biến nó trở thành một cái chợ nhếch nhác, biến thành cái nơi chia chác những cái vị trí kinh doanh thương mại, biến nó trở thành một cái hoạt động bát nháo, không có chủ đích, không có tổ chức, thì tự nhiên phố đi bộ đấy sẽ tan biến, cho dù anh cố gắng bằng văn bản, bằng quyết tâm lãnh đạo, rồi bằng các cái mệnh lệnh hành chính đến đâu chăng nữa, thì nó cũng sẽ điều hưu và nó sẽ tan biến đi và cần phải thay đổi. Hiện Hà Nội có 5 không gian đi bộ đang hoạt động, bao gồm các tuyến phố quanh Hồ Gươm, khu phố cổ Hà Nội, phố Trịnh Công Sơn, thành cổ Sơn Tây, khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Ngũ Xã, phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận. Tuy nhiên, thời gian qua, các tuyến phố Trịnh Công Sơn, Trần Nhân Tông bị phản ánh thiếu tính sáng tạo, hoạt động không hiệu quả, không thu hút khách, gây lãng phí. Thời gian gần đây, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đưa ra một số thay đổi trong phương pháp thu phí taxi truyền thống và vị trí đậu xe công nghệ chờ đón khách tại nhà ga quốc tế. Những thay đổi này được Ban Giám đốc Cảng nhận định sẽ tạo thuận lợi hơn cho các công tác quản lý các đơn vị vận tải tại sân bay, đồng thời giúp cho lượng xe và đón khách tăng lên để phục vụ cho hành khách trong cao điểm tới đây. Thời gian gần đây, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đưa ra một số thay đổi trong phương pháp thu phí và vị trí đậu xe chờ đón khách tại nhà ga quốc tế. Những thay đổi này được Ban Giám đốc Cảng nhận định sẽ tạo ra thuận lợi cho công tác quản lý, theo dõi hoạt động của các đơn vị taxi truyền thống cũng như xe công nghệ tại sân bay, đồng thời giúp cho lượng xe vào đón khách tăng lên so với trước đây. Cái việc ở đây có hai việc. Thứ nhất là việc sắp xếp lại các cái xe thuộc quyền điều hành của Cảng hàng không. Ở đây tôi nói ví dụ, xe taxi thì vừa rồi chúng tôi có thay đổi lại phương thức thu. Tức là trước đây thì khoán bãi chẳng hạn, tóm gọn đấy. Còn bây giờ là xe nào đi thì thu tiền xe đấy thôi. Thì tiền này thì trước đây là cái tiền bến bãi, còn bây giờ thu trực tiếp trên đầu xe và hãng taxi phải trả.
không phải người dân, không phải tài xế. Thì cái này thì rõ ràng là ngày xưa là khoán cái lót vào đây. Tuy nhiên giờ xe, cứ hãng nào nhiều xe vào, phục vụ khách được nhiều hơn thì cứ thế vào. Thế nó tiện lợi cho hành khách là như vậy. Cái thứ hai thì xe công nghệ vừa rồi chúng ta bên quốc tế, thì giữa làn A, làn B chúng tôi thấy là ách tắc nhiều, đặc biệt làn B. Xe đoàn, xe lớn 14 chỗ, 30 chỗ thì rất đông. Nên tôi quyết định là đưa các cái hãng xe công nghệ vào trong cái bãi để giữ xe và làn dành sát cái nhà ga quốc tế để vừa thêm được cái vị trí đỗ. Trước đấy có 5-6 vị trí, bây giờ lên 11-12 và có 3 hãng công nghệ hiện nay đang hoạt động. Tuy nhiên đây khó khăn là vì mới đưa ra bà con chưa biết chỗ, thì chúng tôi tăng cường cái biển báo, thông báo để bà con ra. Thì cũng gần thôi, giữa làn B và cái chỗ đấy thì cũng gần. Và hiện nay chúng tôi đang lắp cái mái che để làm sao ra vào đỡ nắng và đỡ mưa để bà con thông cảm trong cái giai đoạn này. Trong bối cảnh lưu lượng khách qua sân bay tăng cao dịp cao điểm lễ, để phục vụ tốt cho hành khách có nhu cầu di chuyển, sân bay Tân Sơn Nhất cùng với các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị cung cấp dịch vụ đã tăng cường số lượng các loại phương tiện vận tải, đồng thời tích cực phối hợp cung cấp thông tin, điều phối lượng xe đón khách đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Hiện nay cũng Sở Giao thông thì tăng cường cái việc mà các xe công cộng, xe buýt, còn về các xe công nghệ, xe taxi và các loại xe hợp đồng thì chúng tôi cũng đã có văn bản yêu cầu là phải thực hiện đúng như cái số lượt đăng ký của cả và từng khung giờ chúng tôi thông báo cụ thể cái lượt đi đến đêm hay là ngày hoặc cái khung giờ nào đi đông nhất đến đông nhất để phối hợp với các đơn vị điều động đúng cái xe đấy, cái đợt đấy vào công điểm cao điểm. Trước đó nhờ có việc có bãi đệm xe taxi trước khu vực sân bay Tân Sơn Nhất nên việc điều phối được nhịp nhàng, không xảy ra tình trạng thiếu taxi nghiêm trọng trong dịp Tết. Do đó, sân bay Tân Sơn Nhất đã duy trì bãi đệm xe taxi để sẵn sàng phục vụ cho cao điểm dịp lễ 30 tháng 4. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đang đến rất gần, nhu cầu di chuyển của người dân cũng tăng cao đột biến. Ở thời điểm hiện tại, việc đặt được vé máy bay thời điểm cận nghỉ lễ là điều vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, nhiều người đã chọn tàu hỏa để di chuyển giữa các thành phố, vừa tiện lợi trong việc đặt chỗ, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Chị Trang là nhân viên một công ty tại Bắc Ninh, có lịch công tác gần dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ và 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Do khó book vé máy bay, chị Trang đành chọn tàu hỏa để di chuyển vào Đà Nẵng. Ban đầu lựa chọn này chỉ đơn thuần là để trải nghiệm, nhưng sau khi kết thúc hành trình, chị Trang quyết định sẽ rủ bạn bè thường xuyên di chuyển bằng tàu hỏa để đi du lịch. Đây là lần thứ 2 đi tàu. Thì em thấy thứ ra mình rất là vui bởi vì có thể ngắm đường xá ở từ miền Trung ra luôn á. Nên là em thấy rất là vui và các anh chị trên tàu rất là nhiệt tình, hỗ trợ tất cả các hành khách kể cả là người Việt hay người nước ngoài. Cơ sở vật chất trên đây khá là tốt và sạch sẽ nữa. Khi mà mình đi di chuyển bằng một cái phương tiện mà nó kiểu khép kín hết ấy ạ, thì cần nhất là cái vệ sinh nó sạch, thì ở trên đây thì đáp ứng được cái yêu cầu đấy của khách hàng. Khi mà vào đến Đà Nẵng thì bọn em đều rủ nhau là mỗi tháng sẽ di chuyển bằng tàu vào Đà Nẵng để được ngắm các nơi và mình có thể là dừng ở các trạm á. Cùng cảm nhận với chị Trang, trong chuyến đưa con đi Đà Nẵng tham dự cuộc thi xe thăng bằng, lần này gia đình gồm 5 người của nhà chị Diệu cũng chọn tàu hỏa làm phương tiện để đi lại vì giá rẻ mà lại không tốn nhiều thời gian. Mình thấy tàu đẹp, sạch sẽ, nhà vệ sinh với cả chỗ rửa tay, rửa chân, thứ cũng sạch. Các bạn ấy nằm ngủ cái thứ cũng thoải mái. Chắc là lần sau nếu mà có dịp đi chơi thì cũng sẽ chọn đi tàu lần nữa. Trước nhu cầu lựa chọn tàu hỏa để di chuyển tăng cao, để phục vụ người dân trong kỳ nghỉ lễ sắp tới, Công ty Cổ phần Đường sắt Vận tải Hà Nội đã lập thêm nhiều đoàn tàu, bố trí thêm nhiều chỗ ngồi và mở bán vé từ khá sớm, với khoảng hơn 50.000 vé được bán ra. Trong con số này, khách đi tập trung rơi vào ngày 28 và ngày 29, gồm các điểm đến như Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Lào Cai và Hải Phòng. Trong hai cái ngày 28 và 29 thì cái số chỗ đưa ra là bán gần như là đã hết cái số lượng vé đưa ra. Nếu như mà còn thì chỉ là các cái ngày tiếp theo, đó là ngày 30, mùng 1. Và khách tập trung cũng chiều về là ngày mùng 2 tháng 5, tập trung quay trở về Hà Nội. Đấy là cái kế hoạch chúng tôi đưa ra là như thế và cũng đã phục vụ như thế. Tùy từng khu đoạn thì ví dụ như là chặng dài thì khả năng nối xe cũng đã là không thể nối được thêm nữa. Số vé, số chỗ đã gần như là full rồi. Thế còn các cái khu đoạn ngắn như Hà Nội Vinh, Hà Nội Hải Phòng
thì phụ thuộc vào cái số lượng khách để chúng tôi cân đối, cũng có thể là sẽ còn một số chỗ nữa để đưa ra để phục vụ. Thời gian này, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội đã tăng cường 100% nhân viên trực 24/24 trong các ngày lễ, đồng thời lên kế hoạch ngăn chặn xử lý những trường hợp cò mồi gây rối tại nhà ga. Ngoài ra, ngành đường sắt cũng khuyến cáo người dân nên mua vé từ sớm và chỉ mua vé ở các website chính thống tại các nhà ga, điểm bán vé và của ngành đường sắt Việt Nam, tránh tình trạng mua phải vé tàu giả từ các trang mạng lừa đảo. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chiều nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại.